Chương trình hôm nay gồm có Ukraine bắt đầu sử dụng UAV cảm tử hạng nặng Hỏa hoạn lớn ở Kursk, chính quyền Nga báo cáo UAV tấn công DPR tuyên bố sắp giành lấy thành phố Chasovya của Ukraine Xả súng trường học Phần Lan, nghi phạm 12 tuổi bị bắt Quan chức Hoa Kỳ yêu cầu trừng phạt thêm 7 công ty Trung Quốc triều tiên thử tên lửa siêu thanh sử dụng nhiên liệu rắn mới ngành ngân hàng trung quốc đồng loạt sa thải và cắt giảm lương cảnh báo siêu xoáy nước ở nam cực đối với vận mệnh nhân loại tất cả đều có trong bản tin chiều hôm nay xin kính chào quý khán thính giả đến với bản tin tổng hợp của kênh 60 giây tinh hoa thứ tư ngày mùng 3 tháng 4. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi các bản tin. Thưa quý vị, phóng viên quân sự người nga Alexander Koz đưa tin, lực lượng vũ trang Ukraine đã được tăng cường đáng kể do nhận được các UAV hạng nặng có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 1.200 km trở lên. Koz lưu ý rằng. Các UAV được sử dụng cho cuộc tấn công giống với máy bay hạng nhẹ A-22 của Ukraine do hãng Aeropex sản xuất, được trang bị thêm xe thiết giáp để tăng phạm vi bay. Theo báo cáo, một trong những chiếc UAV đã được sử dụng để tấn công một nhà máy lọc dầu của Nga, trong khi chiếc còn lại nhằm mục đích tấn công các cơ sở của đặc khu kinh tế Alabuga. Những sự kiện này cho thấy mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với an ninh các khu vực của Nga. Kos nhấn mạnh, Nga cần phải thực hiện các bước để tăng cường phòng không và phát triển các chiến lược nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa như vậy. Bên cạnh đó, thực tế cho thấy Ukraine cũng đang sử dụng UAV với khả năng tiên tiến để tấn công các cơ sở năng lượng của Nga, bao gồm cả việc giới thiệu các mô hình trí tuệ nhân tạo đơn giản. Chúng cho phép các UAV có thể điều hướng và tránh nhiễu mà không cần liên lạc với vệ tinh. CNN trích dẫn nguồn tin Ukraine cho biết UAV được trang bị máy tính tích hợp với dữ liệu địa hình sẽ bảo đảm quyền tự chủ hoàn toàn. Người ta dự đoán rằng trong tương lai, Ukraine có thể sử dụng UAV với lượng chất nổ tăng lên và có tầm bay xa hơn, gây ra mối đe dọa đáng kể. AVI Pro nhận định, gần đây Ukraine ngày càng gia tăng sử dụng UAV trong các hoạt động của mình. Theo tướng Andrei Katapolov Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Nga, đó là do việc giảm dự trữ đạn dược thông thường trong quân đội Ukraine, cũng như giảm lượng cung cấp vũ khí của phương Tây. Ông Katapolov lập luận rằng cả châu Âu và Mỹ đều đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược, do đó lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải tận dụng tối đa công nghệ UAV. Thông tin này được xác nhận bởi các sự kiện gần đây ở Cộng hòa Tatarstan, nơi các doanh nghiệp ở thành phố Elabuga và Nisnikamsk bị UAV Ukraine tấn công, mặc dù không có thiệt hại đáng kể và khả năng sản xuất được duy trì, nhưng vẫn có 6 người bị thương. Thưa quý vị, một đám cháy quy mô lớn vừa bùng phát ở thành phố Kursk của Nga. Chính quyền địa phương đã báo cáo về việc bắn rơi UAV tấn công trong khu vực. Các phương tiện truyền thông đại chúng Nga đưa tin, vào khoảng 20 giờ 30 tối qua, ngày 2 tháng 4, theo giờ Moscow, thống đốc Roman Starovoy đã đưa tin trên Telegram về mối nguy hiểm từ UAV. Sau đó, các vụ nổ vang dội khắp cả vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga ngay sau đó cho biết thiết bị phòng không nước này đã bắn hạ 5 UAV của Ukraine, gồm một UAV ở Bengrov và 4 chiếc còn lại ở Kursk. Theo hãng tin ABC Ukraine, những hình ảnh và video được công bố cho thấy đám cháy lớn ở khu vực thành phố. Trong vài tháng qua, các cuộc tấn công bằng UAV vào các thành phố cũng như các cơ sở hạ tầng quan trọng đã trở nên thường xuyên hơn ở Nga, kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công của các quân đoàn tình nguyện Nga vào tháng 3. Các vụ pháo kích và hỏa hoạn cũng liên tục được ghi nhận ở các khu vực Kursk, Belgorod và Bryansk-Zap Ukraine. Ngoài ra, quân đội Ukraine và lực lượng đặc biệt cũng thường xuyên tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga bằng UAV, chỉ tính từ đầu năm 2024, 15 cuộc tấn công đã được thực hiện nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga và 8 doanh nghiệp đã bị thiệt hại đáng kể. Thưa quý vị, cố vấn của người đứng đầu DPA, Igor Kimakovsky, đã báo cáo về khả năng xảy ra các trận chiến sắp xảy ra tại thành phố Chasovya. Đây là lãnh địa kiên cố quan trọng của quân đội Ukraine ở khu vực Donetsk. Kể từ năm 2014, Chasovya đã đóng vai trò là trung tâm hậu cần thiết yếu của lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, theo trang tin Avpro, sau các hoạt động thành công của Nga, việc Ukraine để mất các tuyến giao thông huyết mạch dẫn đến tầm quan trọng của Chasovya đối với Kyiv đã giảm đi đáng kể. Ông Kimakovsky lưu ý rằng quân đội Nga đang thẳng tiến theo hướng này, kiểm soát các vùng lãnh thổ lân cận Chasovya và đánh bật lực lượng Ukraine khỏi Bogdanovka. Diễn biến cho thấy khả năng bắt đầu các trận chiến dữ dội có thể tạo nên bước ngoặt trong việc kiểm soát khu vực. Trong bài phát biểu của mình, Cố vấn Kimakovsky nhấn mạnh những thay đổi trong cách bố trí chiến lược của các lực lượng Nga và những hậu quả có thể xảy ra ở khu vực xung đột. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, một vụ nổ súng đã xảy ra tại trường tiểu học ở Phần Lan khiến ít nhất ba trẻ em thương vong. Nghi phạm 12 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ cùng với vũ khí. Theo truyền thông địa phương, vụ nổ súng đã xảy ra vào 9 giờ sáng ngày 2 tháng 4 tại trường Viantola ở Vanta, ngoại ô thủ đô Helsinki. Vụ việc khiến một học sinh thiệt mạng và hai học sinh bị thương nặng. Cảnh sát Phần Lan đã nắm giữ nghi phạm là một học sinh 12 tuổi, tuy nhiên không tiết lộ cụ thể danh tính của nghi phạm và các nạn nhân. Được biết, trong quá trình thẩm vấn sơ bộ, nghi phạm đã thừa nhận thực hiện vụ nổ súng các tội danh sẽ được điều tra gồm giết người và cố ý giết người. Do nghi phạm còn nhỏ tuổi nên theo luật pháp Phần Lan, đối tượng không bị tạm giam và sẽ được giao cho các dịch vụ xã hội chăm sóc. Đại diện cảnh sát thông tin thêm hiện chưa rõ động cơ của nghi phạm, nhưng giấy phép sử dụng súng ngắn này thuộc về một người thân của nghi phạm. Được biết, ở quốc gia phổ biến với việc săn bắt và nhắm bắn mục tiêu này, có hơn 1,5 triệu khẩu súng được cấp phép và khoảng 430.000 người có giấy phép. Thưa quý vị, các quan chức cấp cao của Ủy ban đặc biệt về Trung Quốc trong Hạ viện Hoa Kỳ gần đây đã kêu gọi chính quyền Biden bổ sung 7 công ty công nghệ sinh học Trung Quốc vào danh sách trừng phạt quân sự. Trong một lá thư ngày 29 tháng 3, người bộ quốc phòng Lloyd Austin, hạ nghị sĩ Mike Gallagher và hạ nghị sĩ Raja Krishnamurti cho biết, 7 công ty này có thể là gián điệp của quân đội Trung Quốc – và là đối tác chiến lược hợp nhất quân sự, dân sự của chính quyền này. Bảy công ty công nghệ sinh học Trung Quốc gồm MIG, Complete Genomic, Inomic, Stormic, Origin Cell, Yazimi Biotech và Axbio. Chính quyền Trung Quốc đặt mục tiêu đạt được các công nghệ tiên tiến, bao gồm chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, bằng chiến lược dung hợp quân sự, dân sự của mình. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Trung Quốc đang thực hiện chiến lược này thông qua các biện pháp hợp pháp và bất hợp pháp, như trộm cắp để đạt được ưu thế quân sự. Hai nhà lập pháp hạ nghị sĩ cho biết, các tài liệu học thuật và quân sự Trung Quốc lập luận rằng, thành công trên chiến trường trong tương lai đòi hỏi phải đạt được ưu thế sinh học. Do đó, họ kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Austin bổ sung các công ty này vào danh sách trừng phạt. Thưa quý vị, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 3 tháng 4 cho biết, Bình Nhưỡng đã thử nghiệm thành công hỏa tiễn siêu thanh sử dụng nhiên liệu rắn mới. Hỏa tiễn này có tầm bắn từ tầm trung tới tầm xa. Hôm thứ Ba ngày 2 tháng 4, Hàn Quốc và Nhật Bản nói rằng Triều Tiên có thể đã phóng thử hỏa tiễn đạn đạo tầm trung ra biển, động thái khiến chính phủ hai nước và Hoa Kỳ chỉ trích. Vương quốc Anh cũng lên án vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo mới nhất của Triều Tiên, nói rằng nó vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. KCNA cho biết nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã giám sát vụ phóng thử và nhận định hỏa tiễn này là vũ khí chiến lược thể hiện sự vượt trội tuyệt đối về công nghệ phòng vệ của triều tiên ông kim nói với điều này triều tiên đã có thể biến tất cả các hỏa tiễn chiến thuật tác chiến và chiến lược ở các phạm vi khác nhau thành hỏa tiễn sử dụng nhiên liệu rắn có khả năng kiểm soát đầu đạn và có khả năng hạt nhân hóa ngoài ra hỏa tiễn siêu thanh khó bị đánh chặn hơn trong khi hỏa tiễn sử dụng nhiên liệu rắn có thể di chuyển và cất giữ dễ dàng hơn, nghĩa là chúng có thể sẵn sàng phóng trong thời gian ngắn. Thưa quý vị, hãng truyền thông Trung Quốc China Business News ngày 2 tháng 4 đưa tin, việc sa thải và cắt giảm lương đã trở thành một lựa chọn thực tế để ngành ngân hàng Trung Quốc thắt lưng buộc bụng. Trong số đó, ngân hàng công thương Trung Quốc và ngân hàng nông nghiệp là nơi sa thải nhiều nhất. Theo báo cáo, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc ICBC đã sa thải hơn 8.000 người vào năm 2023. Ngân hàng Công nghiệp cũng có tỷ lệ sa thải nhân viên cao. Năm ngoái, tổng số nhân viên của ngân hàng này giảm hơn 3.200 người, giảm gần 5%. Ngoài ra, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bình An đều sa thải hơn 1.000 nhân viên. Các ngân hàng không những không còn hy vọng tăng lương, mà mức lương thưởng mà nhân viên đã nhận được thậm chí có thể bị thu hồi. Theo tờ South China Morning Post, 10 tổ chức tài chính bao gồm Ngân hàng Quốc doanh, Ngân hàng Cổ phần, Ngân hàng Thương mại và Ngân hàng Thương mại nông thôn cũng tiết lộ rằng họ đã yêu cầu nhân viên hoàn trả tiền thưởng hiệu suất vào năm 2023 với tổng trị giá 99,88 triệu nhân dân tệ, khoảng 13,8 triệu USD. Thưa quý vị, theo nghiên cứu khoa học mới nhất vừa công bố, một vòng xoáy đại dương khổng lồ bao quanh nam cực Dường như đang tăng tốc độ lên nhanh hơn và trở nên nguy hiểm hơn gần đây. Thể tích xoáy của nó lớn hơn 100 lần so với tất cả các con sông trên thế giới cộng lại. Điều gì có thể đã gây ra vòng xoáy này? Các nhà khoa học cho biết, có thể là do biến đổi khí hậu. Kết luận này được dẫn từ một nghiên cứu mới đối chiếu và phân tích hoạt động của vòng xoáy đại dương nam cực trong 5,3 triệu năm qua. Nghiên cứu sử dụng lõi trầm tích lấy từ các vùng nước xa nhất và gồ ghề nhất trên trái đất để phân tích Vòng xoáy đại dương còn được gọi là dòng hải lưu nam cực này hoạt động chậm lại trong những khoảng thời gian lạnh hơn. Ví dụ như vào bất kỳ kỳ băng hà nào, giờ đây nó bắt đầu tăng tốc khi thời tiết ấm hơn, giống như thời kỳ chúng ta đang sống do sự nóng lên toàn cầu. Theo các nhà khoa học tại Đại học Columbia Hoa Kỳ, cộng đồng khoa học lo ngại tốc độ ngày càng tăng của vòng xoáy đang góp phần làm tăng mực nước biển toàn cầu, trong khi băng ở nam cực tiếp tục tan chảy. Tiến sĩ Gisela Winkler làm việc tại Đài quan sát trái đất Lehman Doherty ở Colombia, đồng tác giả của nghiên cứu mới này tuyên bố đây là dòng chảy mạnh nhất và nhanh nhất trên hành tinh, được cho là dòng chảy quan trọng nhất của hệ thống khí hậu trái đất. Kính thưa quý vị, bản tin tổng hợp của kênh 60 Giây Tinh Hoa đến đây đã kết thúc. Một lần nữa, Quốc Huy xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.